Bánh Lucy đây, mới giòn ngon, có tặng kèm bong bóng nè các bé ơi. Cô ơi, bán cho con đi cô ơi. Bán cho con hai bịch bánh Lucy đi cô ơi. Nè, con chọn bọc nào con lấy đi con. Qua bữa nay cô bán nhiều loại quá, con chọn hai bịch này. Rồi, cô tặng cho con thêm một cái bong bóng nè, cảm ơn con ủng hộ nha. Con cảm ơn cô. Qua thiệt là vui quá, vừa có bánh ăn vừa có bong bóng chơi. Bánh Oxy đây. Con ơi mua bánh không? Bữa nay cô có tặng kèm bong bóng nè con. Cô ơi có hết chấm mà con không có tiền. Không sao, con lại đây đi, cô tặng cho con một cái bong bóng nè. Con cảm ơn cô. Chị có hai bịch bánh, chị chia một bịch nè. Em cảm ơn chị. Các bạn ơi, các bạn ơi, bấm đây kênh với con ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tạm biệt các bạn. Giờ hôm sau em leo lên đây là em đột chân em phải xuống đập rồi sao? Em mê tì lên đây hoài và không có dao đâu. Không nghe lời chị em đi mét mẹ. Em dở hơn trèo lên xe kìa mẹ. Sao mẹ dặn rồi mà con trèo lên xe hoài vậy Gia Hân? Như vậy nguy hiểm lắm biết không? Con còn nhỏ con không có được trèo leo lên mấy chiếc xe này biết không? Lỡ mà nó ngã nó té một cái nó đè con đó. Dạ con biết rồi mẹ. Đó chị nói rồi mẹ em không nghe thấy chưa? Thì đó em không có đeo lên nữa chị. Ngoài cái việc mà trèo lên xe nè, các con á khi ba mẹ đi về á, các con không được chạy lại chiếc xe. Tại vì nó có cái bô ở phía sau này rất là nóng. Lỡ các con bị phỏng cũng nguy hiểm lắm biết không? Dạ con biết rồi mẹ. Các bạn ơi, các bạn ơi, gom lại thằng đi cơn ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn các bạn. Ủa cái này là cái gì mà ngộ với gì ta? Cái dòng đó cái gì thì hai hai. Cái này có hai vuông hai bên nè, hay là hai chị em mình nhảy chơi đi. Thôi em không nhảy đâu. Không chơi thì thôi chỉ chơi một mình. Bên đó còn nhiều nắp quá, mình qua bên đó chơi. Để mình coi coi ở dưới cái nắp nè, cái gì dưới dưới. Ủa hai đứa làm gì mà nãy giờ bên kia cô thấy hai đứa nhảy nhót lên nắp cống vậy con? Cái này cái nắp cống hết cô. Em nói giờ cái này nãy giờ coi đừng đé mà. Tụi con không có được chơi nhảy nhót hoặc là dở cái nắp cống biết không? Ở dưới cái nắp cống là chứa nước thải, chứa những chất dơ, có mùi hôi rất là khó chịu. Tụi con nhảy nhót lỡ rớt xuống dưới hoặc là bị bể nắp cống thì té rất là nguy hiểm. Con cảm ơn cô, nhờ cô mấy cái nắp cống. Các bạn ơi, các bạn ơi, bấm đây kênh với con ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tạm biệt các bạn. Hai đứa ăn xong đi rồi mẹ dẫn đi tập thể dục nha con. Dạ mẹ. Oh no. Oh no. Bị hai không được cục gác coi chơi công viên ơi vậy. Vậy chứ chị có thấy hùng ghét nào đâu, hùng ghét xa lắm. Ừ da thì da, đứa đi qua tìm hùng giác một chào. Ai uống cái tay dục tay nó nè, mừng bởi hùng giác luôn. Gia Hân giỏi lắm nghe, nãy giờ mẹ ngồi mẹ để ý Gia Hân nè. Gia Hân biết lụm ghét nè, bỏ thùng ghét, có ý thức giữ gìn vệ sinh rất là tốt nè. Kim nè, con nhìn em và học theo nha con. Dạ con biết rồi mẹ. Các bạn ra công viên nó bỏ rác vào thùng rác nha các bạn. Mời ghét, mời ghét. Các bạn ơi, các bạn ơi, bấm đây kênh với con ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tạm biệt các bạn.